Vâng, xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập tuổi trẻ hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, một phái đoàn Liên minh châu Âu cho biết các quốc gia châu Phi có thể mất quyền được miễn thuế xuất khẩu vào Liên minh châu Âu nếu từ đây cho đến cuối năm tới họ không ký một hiệp định đối tác kinh tế để thay thế những thỏa thuận bị bác bỏ bởi Tổ chức Thương mại Thế giới. Liên minh châu Âu và các quốc gia châu Phi, vùng Caribbean và Thái Bình Dương, gọi tắt là ACP, đã có cho đến cuối năm 2007 để ký các hiệp định đối tác kinh tế để thay thế các ưu đãi thương mại đơn phương hiện có. Nếu không thì giao dịch thương mại của các nước này sang châu Âu có nguy cơ bị gián đoạn. Các nước châu Phi đã bỏ lỡ hai thời hạn, lần thứ hai là vào tháng 11 năm 2010. Các cuộc đàm phán đã nối lại vào năm 2011 và ông Vitan Moreira, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu nhấn mạnh rằng EPA là lựa chọn duy nhất và đây là cơ hội cuối cùng cho châu Phi. Thời hạn mới đã được thiết lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Ủy ban châu Âu đang bị áp lực từ phía Tổ chức Thương mại Thế giới đã nhấn mạnh rằng các thỏa thuận ưu đãi thương mại là bất hợp pháp. Ngoài ra, còn có một số người vận động hành lang châu Âu đang lo ngại rằng sự hiện diện của thêm nhiều sản phẩm châu Phi sẽ làm tổn thương các lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của châu Âu. Sau khi qua thời hạn mới, nếu như thỏa thuận không được ký kết, thì các quốc gia như Ivory Coast, Ghana, Nigeria và Kenya là những nước không được xem như là một quốc gia phát triển chậm kém, sẽ phải bắt đầu trả tiền thuế từ 8.5% cho đến 15.7% cho các sản phẩm mà họ xuất khẩu sang châu Âu. Kenya với ngành xuất khẩu hoa đang phát triển mạnh là quốc gia sẽ bị mất mát nhiều nhất nếu thỏa thuận không được ký kết. Là một quốc gia không được thẩm định là một nước kém phát triển, nên Kenya sẽ không được hưởng những lợi từ thỏa thuận ưu đãi thương mại đơn phương của Liên minh châu Âu, tức EPA, dành cho tất cả các sản phẩm của châu Phi, ngoại trừ vũ khí. Kenya là quốc gia sản xuất hoa lớn thứ ba trên thế giới, trong chủ yếu là hoa hồng đỏ. Ngành xuất khẩu hoa chiếm gần một nửa lợi nhuận của kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt và là nguồn ngoại hối lớn thứ hai của quốc gia Đông Phi này. Mối quan tâm chính của Kenya trong các cuộc đàm phán là sự chống đối hiệp định EPA của các nước Đông Phi được cho là kém phát triển, chẳng hạn như Tanzania, Uganda và Rwanda. Theo ông Moreira, chính phủ Kenya và các đại diện thương mại rất muốn ký thỏa thuận này, nhưng ông Moreira xác nhận rằng họ phải đối mặt với sự phản đối từ các thành viên khác của cộng đồng Đông Phi, là những quốc gia vẫn sẽ được hưởng các ưu đãi thuế nhập khẩu vào thị trường châu Âu, cho dù không có hiệp định EPA. Ông Moreira lập luận rằng đây là một đánh giá sai và khuyến khích các nước châu Phi ký hiệp định EPA bởi vì Liên minh châu Âu có thể quyết định đơn phương thu hồi chương trình ưu đãi thương mại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, không có quốc gia nào muốn mãi mãi là một quốc gia kém phát triển. Các chuyên gia kinh tế Kenya chia sẻ nỗi lo sợ rằng các thành viên khác của khu vực có thể sẽ tận dụng vị thế dễ bị tổn thương của Kenya là đối tác thương mại trong khu vực lớn nhất của Liên minh châu Âu. Nếu ông Satru Khan, một phân tích kinh tế về ở Kenya, thì chính phủ Kenya cần phải làm nhiều hơn để thuyết phục các đối tác trong khu vực rằng hiệp định đối tác kinh tế cũng sẽ mang lại lợi ích cho họ. Và ông Khan tin rằng lần này Liên minh châu Âu bằng mọi cách sẽ thúc đẩy cho hiệp định được ký kết bất chấp sự khác biệt trong khu vực. Liên minh châu Âu khẳng định rằng một trong những mục đích chính của hiệp định đối tác kinh tế là làm cho Kenya và các nước láng giềng tiếp tục hội nhập thêm vào châu Âu. Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc đàm phán đã gây ra phân chia nhiều hơn là liên kết. Công ty thiết bị điện tử Sony đã gặp nhiều khó khăn trong những năm qua. Từng là một công ty nổi tiếng với thiết kế Walkman trong những năm 80 và màn hình phẳng Trinitron đã có doanh số bán hàng đầu. Nay, Sony bị thua lỗ 3 tỷ Mỹ Kim một năm. Và sức mạnh của đồng yên hiện nay còn làm cho tình hình càng tồi tệ hơn. Nhưng các phân tích gia cho rằng nguyên nhân chính là vì sản phẩm của Sony quá thấp, trong khi mức giá bán thì lại quá cao do phải phù hợp với mức chi phí sản xuất của công ty. Trong năm 2012, Sony có thể có cơ hội chuyển mình với sự ra đi của Sir Stringer và một giám đốc điều hành mới đã được chỉ định, ông Kazuo Hire. Vậy làm thế nào cho ông Hire, được mô tả là một người rất có phương pháp và chú trọng đến chi tiết, giúp được Sony lấy lại sự quang vinh ngày xưa? Cái gương rõ ràng nhất là Apple,
với hàng dài người xếp hàng đợi mua, các sự kiện ra mắt được cẩn thận tổ chức và một chiến dịch quảng cáo quy mô. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, Sony đang tìm cách bắt chước mô hình hoạt động của Apple. Công ty Nhật Bản đã bán các nhà máy dây chuyền sản xuất và chuyển từ hoạt động chế tạo thiết bị giống như Samsung sang thiết kế thiết bị, và họ đã làm được một vài điều đúng. Các máy ảnh Next đã đánh cắp thị phần từ các nhà sản xuất máy ảnh truyền thống. Các thiết bị thuộc gia đình PlayStation, bao gồm cả thiết bị cầm tay mới Vita, không phải chỉ để chơi game. Ông Harry đã khai thác mạng trực tuyến của Sony để bán phim của chi nhánh Sony Pictures trực tiếp cho những người có PlayStation. Nhưng tuy Sony đã có thể đưa ra một số các mẫu thiết kế, các thiết bị hàng đầu, nhưng phần mềm của họ lại không có đủ khả năng liên kết tất cả các thiết bị này với nhau. Thay vào đó, có những ý tưởng hơi một chút kỳ quặc như thiết bị MP3 Walkman Z mới ra đời trông giống như một điện thoại di động, nhưng nó lại không phải là một điện thoại di động. Ở vào thời điểm năm 2012 thì đây là một điều kỳ quặc. Trong khi điện thoại di động của Sony có thể là một phần của hệ sinh thái PlayStation, nhưng nó lại dựa trên hệ điều hành Android OS. Còn những TV của Sony thì hầu như không phân biệt được với TV của LG hay Samsung, ngoại trừ mức giá. Với hãng phim, chi nhánh kinh doanh game điện tử và một loạt các thiết bị điện tử tiêu dùng, Sony đúng ra có nhiều dễ dàng hơn so với Apple trong việc tạo một môi trường hoạt động liên kết giữa các thiết bị. Nhưng điểm yếu của công ty Nhật Bản trong việc cung cấp một kinh nghiệm người dùng hấp dẫn có nghĩa là Sony sẽ phải làm việc gấp đôi để lấy lại sự ảnh hưởng. Các phân tích gia cho rằng những người trên 25 tuổi tưởng vẫn còn nhớ đến Sony và liên kết Sony với chất lượng và có độ bền, và đó là một điểm mạnh mà Sony có thể dựa vào cho các sản phẩm mới. Thách thức cho ông Hirai không phải là chỉ để đưa Sony ra khỏi tình trạng bị thua lỗ, mà là làm được điều này trước khi công ty mất đi thế hệ kế tiếp của người mua thiết bị điện tử. Kính thưa quý vị, đạo luật chăm sóc sức khỏe gây tranh cãi của Tổng thống Barack Obama đang phải đối mặt với thách thức pháp lý lớn nhất trong tuần này, khi tòa án tối cao sẽ nghe tranh luận về việc liệu đạo luật này có vi hiến hay không trong 3 ngày đầu tuần. Ông Obama đã ký ban hành đạo luật chăm sóc y tế với giá phải chăng, gọi tắt là ACA, vào tháng 3 năm 2010. Phán quyết của tòa án tối cao có thể có tác động đáng kể trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Tom Goldstein là một luật sư tòa án tối cao. Ông Goldstein cho rằng phiên tòa này là một giao lộ của pháp luật, chính trị và đời sống con người, vì vấn đề liên quan đến sự phù hợp hiến pháp của chữ ký của Tổng thống trên một đạo luật có ảnh hưởng đến mọi người dân Hoa Kỳ. Đạo luật này nhắm mục đích cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 30 triệu người dân Hoa Kỳ không có bảo hiểm và làm chậm sự gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe. Bà Robin Martin, mẹ của cậu bé Jack, 7 tháng tuổi, bị một chứng bệnh di truyền hiếm có cùng với bệnh tim. Bà Martin làm việc trên chính sách chăm sóc sức khỏe và cho biết điều quan trọng trong đạo luật này là điều luật cấm giới hạn mức bảo hiểm trọn đời và cấm từ chối bảo hiểm vì có bệnh từ trước. Bà Martin nói, tòa án tối cao cần duy trì đạo luật chăm sóc sức khỏe ACA bởi vì cậu bé Jack cần được tiếp tục chăm sóc sức khỏe mà không cần phải lo lắng về một giới hạn mà công ty bảo hiểm y tế đặt ra. Trung tâm của cuộc chiến pháp lý là đạo luật này bắt buộc mọi cá nhân tại Hoa Kỳ phải có bảo hiểm trước khi hết năm 2014, nếu không phải trả tiền phạt. Ông John O'Connor, sở hữu một cửa tiệm sửa xe, phản đối điều lệ bắt buộc này. Ông là thành viên của một nhóm doanh nghiệp nhỏ có tên là Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Quốc gia, có mặt trên 27 tiểu bang, đang thách thức đạo luật ACA. Ông O'Connor cho rằng mỗi người phải có quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình. Người tiêu dùng phải có tiếng nói nhiều hơn. Đối với những người tự mở kinh doanh như ông, thì việc chính phủ can thiệp vào đời sống của người dân không đương nhiên là sẽ làm cho tình hình tốt đẹp hơn. Để nói lên mối quan tâm của nhiều người chống đối, các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đều nói họ sẽ bãi bỏ đạo luật này nếu họ đắc cử. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa ông Mitt Romney cho biết trung tâm của sự thất bại của nhiệm kỳ tổng thống hiện nay là đạo luật Obamacare. Tuy nhiên, các đối thủ Cộng hòa của ông Romney cũng đã tấn công ông ta về vấn đề chăm sóc sức khỏe, nói rằng ông ta đã ủng hộ một kế hoạch tương tự như của ông Obama khi ông là thống đốc của tiểu bang Massachusetts.
Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa ông Newt Gingrich cho rằng Romneycare và Obamacare không có gì khác biệt. Tòa án tối cao đã được thiết lập với 5 thẩm phán được bổ nhiệm bởi các tổng thống Cộng hòa và 4 thẩm phán được bổ nhiệm bởi các tổng thống thuộc đảng Dân chủ. Theo dự kiến, tòa án tối cao sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tháng 6, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6 tháng 11. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.